thủ tục kết hôn ở Việt Nam. Khi quý vị có bộ công hàm ngoại giao chứng nhận độc thân, chúng tôi sẽ gửi về văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam trước khi quý vị về Việt Nam hoặc giao cho quý vị để quý vị cầm về Việt Nam. Quý vị phải nộp tất cả các giấy tờ cần thiết cho chính quyền địa phương cùng với đơn xin đăng ký kết hôn. Quý vị và vợ hoặc chồng phải tham dự phỏng vấn tại chính quyền địa phương và phải đợi một khoảng thời gian trước khi chính quyền cấp giấy hôn thú. Quý vị và vợ hoặc chồng cũng phải có mặt để ký vào giấy hôn thú ngay khi được cấp. Thủ tục đăng ký kết hôn được diễn ra tại Sở Tư pháp tỉnh hoặc thành, nơi mà người vợ chồng của quý vị đang thường trú tại đó. Đối với những người đã ly hôn ở nước ngoài, trước tiên quý vị phải xin ghi chú ly hôn ở Việt Nam trước khi bắt đầu quá trình nộp đơn xin kết hôn. Tiến trình này mất 3 tuần để hoàn thành. Văn phòng di trú FCG tại Việt Nam có thể giúp quý vị về tiến trình xin ghi chú ly hôn cũng như nộp đơn xin đăng ký kết hôn. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch phù hợp cho quý vị trong thời gian ở Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của quý vị và vợ hoặc chồng với chính quyền địa phương. Giấy tờ yêu cầu để đăng ký kết hôn gồm có 1. Đối với người bên Mỹ Bộ công hàm độc thân Hộ chiếu Visa Việt Nam 4 tấm hình 4 x 6 cm 2. Đối với người ở Việt Nam Hộ khẩu Chứng minh nhân dân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Kết quả khám tâm thần được cấp bởi bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc thành phố. 4 tấm hình 4 x 6 cm. Giấy ly hôn hoặc chứng tử nếu có. Tất cả các giấy tờ trên phải được photo công chứng thành hai bản và lập hồ sơ thành hai bộ, kèm với tờ khai đăng ký kết hôn do Sở Tư pháp tỉnh hoặc thành phố cấp. Ngoài ra, phải kèm theo tất cả các bằng chứng giữa quý vị và vợ hoặc chồng của quý vị, hình ảnh, thư từ, điện thoại, của vé máy bay, giấy gửi tiền, vân vân. Đối với những người có tiến trình chứng thực ly hôn, phải gửi bản án ly hôn được hợp pháp hóa hay còn gọi là ghi chú ly hôn cho vợ hoặc chồng ít nhất một tháng trước khi về Việt Nam. Thời gian để yêu cầu đăng ký kết hôn ở Việt Nam là từ 25 đến 50 ngày, tùy thuộc vào từng thành phố hay tỉnh thành. Vui lòng liên lạc trước với văn phòng chúng tôi để lên kế hoạch phù hợp với chuyến đi của quý vị.